Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 12 nhằm đánh giá tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và cho ý kiến một số nội dung theo quy chế làm việc. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì hội nghị. Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2023, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Trong bối cảnh đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ động quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, nhất là triển khai quyết liệt đồng bộ chủ đề 5, nằm tập trung khơi thông các nguồn lực thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó hoạt động dịch vụ du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng. Đã khởi công và khánh thành nhiều công trình dự án động lực trọng điểm. Kết quả xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số có những chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm. Các chương trình về an sinh xã hội được duy trì thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra những vụ việc phức tạp nổi cộm, tai nạn giao thông đường bộ giảm sâu trên cả 3 tiêu chí. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức thành công và an toàn nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, nhất là lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2023. Dù vậy, Thường trực Thành ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, tăng trưởng GDP chưa đạt như kỳ vọng. 6 tháng đầu năm 2023 chỉ tăng trưởng 3,7%, đứng thứ 46 trên 63 tỉnh thành phố. Thị trường xuất khẩu giảm sâu, thu ngân sách chỉ đạt 42,7% dự toán. Công tác lập quy hoạch phân khu chưa đảm bảo tiến độ kế hoạch, nhiều công trình dự án triển khai chậm tiến độ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt thấp. Tiến độ xử lý tháo gỡ các vướng mắc khó khăn liên quan đến dự án đất đai trong các kết luận kiểm toán thanh tra, kiểm tra, bản án chưa đạt như kỳ vọng. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đạt thấp so với kế hoạch. Dù chúng ta cũng rất là cố gắng và có nhiều các cái biện pháp quyết liệt, tuy nhiên từ đầu năm đến nay chúng ta mới chỉ kết nạp được có 589 đảng viên mới. Tỷ lệ kết nạp đảng viên so với số lượng đảng viên đầu năm là chưa được 1%. Đây là một trong những cái thực trạng mà chúng ta cần phải nhìn nhận, đánh giá, đề xuất các giải pháp để khắc phục tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và không thực hiện đúng đầy đủ các chức trách nhiệm vụ trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức viên chức. Và đây đang thực sự là một lực cản lớn trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế của thành phố. Tôi đề nghị hội nghị thảo luận cho ý kiến về các giải pháp thực hiện chủ đề 5 để nhằm thúc đẩy tăng trưởng của thành phố, nhất là một số lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, đẩy mạnh các hoạt động về xuất khẩu và đảm bảo tiến độ xây dựng, trình duyệt quy hoạch của thành phố, lập quy hoạch phân khu, việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, bàn giao các mặt bằng tại các dự án, việc thu ngân sách nhà nước và cải thiện một số chỉ số quan trọng về đánh giá môi trường kinh doanh của thành phố. Hội nghị Thành ủy lần thứ 12 có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở để Đảng bộ thành phố đánh giá kết quả bước đầu và xác định các nhiệm vụ giải pháp thực hiện thành công các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 và chuẩn bị cho việc đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, đồng thời cho ý kiến một số nội dung quan trọng theo quy chế làm việc.